Phan Đại Nam kính chào quý khán giả, kính thưa quý vị. Hôm nay là trưa ngày Chủ nhật 29 tháng 9, 2019. Chúng tôi đang có mặt tại buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lần thứ 18 được tổ chức tại hội trường thành phố Westminster, miền Nam California. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Buổi lễ do Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa miền Nam Cali tổ chức với sự tham dự đông đảo của các vị đại diện tôn giáo, các hội đoàn, đoàn thể và đồng hương. Sau nghi thức chào cờ khai mạc với toán rước quốc quân kỳ và phần giới thiệu quan khách tham dự là phần ngỏ lời của ông Tần Nam, Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, kiêm trưởng ban tổ chức. Thưa quý vị, từ ngày cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bị tiễn ra đi, ngày 29 tháng 9 năm 2001, suốt 18 năm, chúng ta đã làm nhiều buổi lễ để tưởng niệm ông. Chúng ta đã nói khá nhiều về vai trò và trách nhiệm của ông. Trong đó, chúng ta đã nhận cũng như đánh giá về chính sách đối đường lối, có những điểm thành tựu và có những điểm thất bại. Tóm lại, cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một trong những nhà lãnh đạo có ý chí chống cộng quyết liệt, đương đầu các anh hùng trong những năm dài chiến tranh đầy cam go, để mong muốn cho Việt Nam được ấm no và hạnh phúc. Cuối cùng, tôi xin mượn lời một cố vấn chính trị của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để thay lời kết cho mình. Mỗi lần nhớ đến ông Thiệu, thật sự tôi không nghĩ đến vinh quang bề ngoài của một tổng thống, mà là những chuỗi ngày khó khăn của đất nước, những áp lực có tính cách đè nặng lên ông. Ông đã chiến đấu như một người lính đơn độc. Sau phần đọc tiểu sử cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu do ông Nguyễn Xuân Tám, nguyên ủy viên cố Tổng thống phụ trách, phần dương hương và đọc chúc chức di ảnh cố Tổng thống là tiếp phần phát thanh lại nhật lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc trong ngày quốc lực 19 tháng 6 1973 và chúng tôi xin trích đoạn Tổng thống nói về bản chất Cộng sản Việt Nam. Bản chất của Cộng sản vẫn là yêu chiến, chủ trương của Cộng sản vẫn là chiến tranh xâm lược, ý đồ của chúng vẫn là thôn tính trọn vẹn miền Nam bằng vũ lực và bảo tàng. Sau phần phát biểu của ông cựu Tổng trưởng Nguyễn Đức Cường về những thách thức và những thành quả trong giai đoạn Việt Nam hóa chiến tranh là phần cảm tưởng của cô Christine Lay, đại diện các hội đoàn giới trẻ. Đất nước còn tất cả, đất nước mất tất cả. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Những câu nói bất hủ của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu còn đọng lại trong tiềm thức của chúng ta như một lời cân nhắc, một niềm động lực để chúng ta tiếp tục tranh đấu cho sự tự do của những người con, người cháu Việt Nam. Những nhà hoạt động hòa bình đem bị tù đầy như chế độ Cộng sản, nhưng vẫn tha thiết bốn chữ tự do dân chủ Việt Nam Cộng hòa. Tiếp theo là phát biểu của ông Nguyễn Văn Bảo, Hội trưởng Hội Ái Hữu Đồng Hương Ninh Thuận, quê hương cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thưa quý vị, nói về sự nghiệp anh hùng của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chúng tôi chỉ nói ngắn gọn trong hai chữ: ông là một vị anh hùng, một vị tổng tư lệnh quân lực Việt Nam Cộng hòa, đã can đảm đi vào mặt trận máu lửa An Lộc, một trong những mặt trận sôi động nhất thời bây giờ, trong lúc hai bên đang hồi quyết liệt. An Lộc Sơn sử ghi chiến tích biệt cách dù vị bất phong thân. Thưa quý vị, năm nay ngày tưởng niệm thứ 18, đúng ngày 29 tháng 9, cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chúng tôi Hội Thân hữu Ninh Thuận xin được phép đốt một nén hương lậu để tỏ lòng biết ơn sâu xa tình đồng hương đối với vị Tổng thống đáng kính yêu ở quê nhà. Kính thưa quý khán thính giả, buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhân lần giỗ thứ 18, sau những lời phát biểu của ban tổ chức và quan khách tham dự, chương trình đã kết thúc vào buổi chiều cùng ngày với lời cảm ơn của mũ đỏ Nguyễn Văn Hồng thay mặt ban tổ chức. Phan Đại Nam tường trình từ thành phố Westminster, miền Nam California.